33. Chị tôi là do anh giết sao? Đúng. Nhưng mà có người không nói vậy. Ai? Chị tôi. Chị ấy nói rốt cuộc anh cũng chịu thừa nhận chị ấy là vợ của anh rồi. Chị ấy nói lúc anh cưới chị ấy, kiệu hoa rực rỡ, hỷ phục đỏ thắm, bái đường thành thân, lạy trời lạy đất, pháo nổ trời rung đất chuyển, còn giết một con heo to như con người. Mọi người chúc mừng đều nói chị tôi đã gả cho một đại anh hùng. Đứng yên, đứng yên. Không được nhúc nhích. Phó thị trưởng Trình, anh Lặng cũng sâu quá đấy. Nếu như không phải đến lúc mấu chốt, tôi nghĩ có lẽ anh cũng sẽ không ra tay đâu. Bọn họ gì không để cho anh đi đàm phán mà để cái này lên lưng ngựa của anh nè. Phó thị trưởng Trình, tôi nghĩ chắc anh còn nhớ cái đinh này chứ. Từ lúc chúng ta đến đóng quân ở Xích Hà, anh vẫn luôn gây chia rẽ quan hệ giữa chúng ta và sư đoàn Bắc tướng. Trên đường còn cử người ám sát chúng tôi. Quân ta thuận lợi thu phục sư đoàn Bắc tướng, anh lại chỉ mũi giáo về nền kinh tế Xích Hà, bắt cóc Tôn Đại Bảo, ám hại Thường Phát, gây ra mâu thuẫn giữa Tôn lão tiên sinh và đảng. Anh không cảm thấy mơ tưởng diễn trong của anh chơi lớn quá, cũng quá tàn độc rồi sao? Nhưng mà âm mưu của đảng quốc dân các anh cuối cùng vẫn phá sản thôi. Đặc biệt là âm mưu trả giá bằng việc hy sinh tính mạng của bà con nhân dân. Quân giải phóng đảng cộng sản chúng tôi là quân đội nhân dân, là đảng của nhân dân. Anh tưởng rằng số lương thực vật phẩm cứu trợ đó ở đâu ra? Đó là bà con ở biên khu lấy lương thực để dành mùa đông của mình ra gấp lại. Có thể nói nếu như không có số lương thực này thì con cá lớn phó thị trưởng Trình anh có lẽ cũng không mắc câu. Tôi còn có thể nói cho anh biết, số lương thực này sớm đã vào bụng chúng ta rồi. Tham mưu Dương, có, đưa đi. Dạ, đi. Nhóc thở đế này đã bỏ tôi lại, về đến nhà còn tiểu lên người tôi. Đại tú tài, Nhất Thiên, Thường Phát đâu? Vậy mà dám để tôi đường đường là tư lệnh là phải trông con cho cậu ta. Đây chính là lo lắng duy nhất của anh ấy đó. Ngồi đi ngồi đi, không giao cho anh thì chúng tôi không yên tâm được. Sắp thành bảo mẫu rồi. Đại tư lệnh, đợi vết thương của Thường Phát khỏi rồi sẽ mời anh uống rượu. Cái gì? Thường Phát bị thương sao? Hai vị thủ trưởng yên tâm, đã không sao rồi. Nhưng mà lần này vất vả cho đoàn quân của anh rồi. Thôi thì không sao. Anh hỏi chính quỷ đế xem kìa. Hả? Cút đi đi. Đi đi. Chính quỷ đế, lần này thực sự phải cảm ơn anh đã giúp đỡ Xích Hà chúng tôi, điều động vật phẩm cứu trợ, còn bày ra khổ nhục kế để bàn tay phía sau bức màn phải hiện hình. Đừng quên,
Tôi còn đem đến cho các anh rất nhiều rác nữa. Được rồi, Đại Tú Tài, chúng ta không nhắc chuyện này nữa. Đúng rồi, lần này các anh có thể thuận lợi vạch trần âm mưu của Đảng Quốc Dân ở Xích Hà. Chuyện này có phải là anh đã suy nghĩ dự tính rất lâu rồi không? Đây quả thật là tâm bệnh của tôi, nhưng mà bây giờ đã giải quyết êm đẹp cả rồi. Tốt rồi, quá tốt rồi. Nhất Thiên à, tối nay chúng ta phải uống một bữa no say. Sao vậy? Bây giờ chúng ta vẫn chưa thể vui mừng quá sớm, để tránh sướng quá quá khổ. Bây giờ chân tướng đã rõ ràng rồi, nhưng Tôn Sở Lương đã đem tất cả tình cảm dành cho con trai đều gửi gắm hết lên người Hạ Vũ. Vì chuyện này còn cố ý đến tìm tôi nói chuyện, yêu cầu giữ Hạ Vũ ở lại Tôn gia. Nếu như chuyện này không xử lý tốt, tương lai chắc chắn sẽ có phiền phức lớn. Đúng vậy, thông qua chuyện này, Tôn Sở Lương lại càng hiểu rõ hơn về Đảng của chúng ta. Chúng tôi đã trở thành bạn bè tốt rồi, cho nên chuyện làm tổn hại cảm tình thì tuyệt đối không thể làm. Tôn Đại Bảo đã không còn nữa. Anh kêu một cô gái trẻ đóng cửa trong căn viện rộng lớn suốt cả đời, đây có phải hơi có mùi vị sống không bằng chết rồi không? Hạ Vũ ở lại Tôn gia có thể làm được rất nhiều chuyện cho chúng ta, nhưng mà chính là phải hy sinh quá lớn. Đây là hy sinh sao? Đây là bị giày vò. Cẩn thận nóng. Trà trộn miết bao lâu, quá ra là Phó thị trưởng Trình. Nè, anh muốn làm gì vậy? Tôi phải đi tìm Bí thư Chân. Tại sao anh ấy không nói với tôi chứ? Hại tôi còn suýt chút nữa một súng bắn nát đầu mình rồi. Chuyện mua bán lỗ vốn như vậy, sao anh ấy không tự đi mà làm đi? Cậu định tìm ai? Chính Ngụy Đới, Tư Lệnh Mạnh. Cô Tiểu Hạ cũng ở đây à? Chào hai vị thủ trưởng. Các anh từ từ nói chuyện, vậy tôi đi trước đây. Thế nào? Cậu còn cảm thấy cậu lỗ rồi phải không? Lão tử trông con cho cậu làm bảo mẫu bao nhiêu ngày, tôi phải tìm ai đòi tiền đây? Thường Phát, vết thương đỡ hơn chút nào chưa? Chút vết thương này đối với lão Thường tôi mà nói thì có là gì đâu. Chỉ là tôi muốn nhân cơ hội này ngủ bù thôi, để bảo vệ Tôn lão tiên sinh. Đã liên tiếp mấy ngày không chợp mắt. Khoảng thời gian này tình hình của sư đoàn Bắc Tứ thế nào rồi? Đảng Cộng sản nói lời giữ lời, không giải tán đội ngũ của chúng tôi, cũng không nhắc đến những chuyện cũ ngày xưa nữa. Tinh thần của mọi người rất hưng phấn, đều cảm thấy có thể tin tưởng Đảng Cộng sản. Chúng ta tuyệt đối không thể lơ là được. Tình hình của sư đoàn Bắc Tứ khá là phức tạp, cho dù về mặt tư tưởng hay về cơ cấu tổ chức đều cần phải cải thiện. Đây là một quá trình gian nan và rối rắm. Đúng vậy, ví dụ như Đại Tử và Phạm Đăng Cao đó, tính khí của hai người huynh đệ này của tôi thật là khiến tôi đau đầu. Bọn họ ngoài mặt thì nghe theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhưng xương cốt bọn họ thì vẫn là thảo mãnh. Hôm nay vui đó thì thế nào cũng được, ngày mai không vui nữa thì chính là ngựa quan bướng bỉnh không dâng lời. Bí thư Chân, nhưng mà anh không cần lo, tôi có năng lực để quản lý bọn họ. Đúng rồi, Bí thư Chân, có phải anh chuẩn bị cử người đến sư đoàn Bắc Tứ không? Nếu như là cử người tham gia vào, ác sẽ dẫn đến những dao động tư tưởng không cần thiết. Tôi nghĩ hay là trong số thanh niên ưu tú của sư đoàn Bắc Tứ chọn ra một nhóm đảng viên và cán bộ. Sau khi thành lập tổ chức đảng, bọn họ cũng có cảm tình với sư đoàn 4, càng tiện để tuyên truyền phương châm và chính sách của đảng để đạt được mục đích cải tạo quân đội. Anh cảm thấy thế nào? Nếu như thật sự có thể làm như vậy, vậy thì tốt quá rồi. Những đại đội trưởng và trung đoàn trưởng của sư đoàn 4 chính là sợ Đảng Cộng sản sẽ cử người vào, sợ là sẽ giải tán hết bọn họ. Nếu như có anh có thể làm như vậy, vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Chúng tôi đã nghiên cứu qua rồi, và đã xin phép tỉnh ủy và quân khu rồi, quyết định thành lập sư đoàn 4 mới, trực thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Phân bố binh mã vẫn giữ nguyên như cũ. Sư đoàn trưởng Mạnh, anh là đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên trong sư đoàn 4, hy vọng chúng ta có thể hợp tác chân thành. Tôi
Bí thư Chân, nếu mà anh có thể tin tưởng Mạnh Hòa tôi như vậy, Mạnh Hòa tôi nhất định chết cũng không chối từ. Được rồi, cậu đừng kể khổ nữa. Tôi và Chính Quỷ Đới có thể cùng nhau đến thăm cậu cũng đủ cho cậu mặt mũi rồi chứ. Dưỡng thương cho tốt đi, sau khi chết thương hỏi rồi thì đi uống rượu với tôi. Tư lệnh Mạnh, cái này không ổn lắm đâu. Uống rượu cũng giống như là đánh trận vậy. Anh dẫn theo bao nhiêu người, dùng bao nhiêu súng, đánh theo sức bền hay đánh nhanh rút gọn, dùng vũ khí gì? Uống rượu trắng đi, rượu trắng Mạnh. Uống nhiều sẽ nghiện, rót càng nhiều nữa. Đồ chó chết. Sao vậy? Không sao chứ? Đau không? Không sao. Tôi hy vọng tất cả đồng chí của chúng ta đều có thể sống thật tốt, đều có thể nhìn thấy Trung Quốc mới, đều có thể hưởng thụ vui vẻ và hạnh phúc mà Trung Quốc mới mang lại. Bí thư Chân, sau này chúng ta là đồng chí rồi, cũng là huynh đệ, có gì cần thì anh cứ căn dặn. Còn có một chuyện nữa, công tác cải cách ruộng đất của chúng ta sắp bắt đầu rồi, cần phải cử một số đồng chí đến phía Bắc, hy vọng các anh có thể phối hợp một chút. Anh yên tâm đi, không thành vấn đề. Không, tôi tuyệt đối sẽ không quay về Tôn gia nữa. Cô Tiểu Hạ, cô nghe tôi nói hết đã. Tôn Sở Lương là một thương nhân rất có thực lực, ảnh hưởng của ông ấy không đơn giản chỉ ở Xích Hà chúng ta, mà còn khắp cả tỉnh, thậm chí là khắp cả nước, đều có ảnh hưởng rất lớn. Người như vậy nếu có thể cùng với Đảng Cộng sản hợp tác chân thành, sự phát triển kinh tế của Xích Hà chúng ta sẽ có tiền đồ như thế nào chứ? Nhưng mà ông ấy cứ kiếm chuyện với Đảng Cộng sản, đó không phải là ý định của ông ấy. Đảng Quốc Dân không vào được Xích Hà, trong lòng chắc chắn rất khó chịu, nên sẽ muốn nghĩ đủ mọi cách để bày mưu tính kế, phá hoại quan hệ giữa Đảng Cộng sản và Tôn lão tiên sinh. Vậy thì tôi có thể làm được gì? Từ tình hình trước mắt, công việc tốt nhất của cô là tiếp tục làm thiếu phu nhân là được rồi. Tôi không làm. Đây mà là công việc gì chứ? Cả ngày ngoại trừ ăn ra thì là ngủ, ngứa tay ngứa chân, không có việc gì làm. Thật là chán muốn chết luôn. Vậy thì cô nghĩ cách để bản thân bớt chán đi. Có cách gì chứ? Tôi thì không có cách, nhưng nhiệm vụ thì tôi có thể nói với cô. Nếu mà có người trăm phương ngàn kế muốn kéo Tôn lão tiên sinh về phía đối lập với Đảng Cộng sản, tại sao chúng ta lại không để ông ấy tiếp tục làm bạn với chúng ta chứ? Muốn tôi đi cũng được, nhưng tôi phải đưa theo thắng lợi. Không được, nó là con tôi, cũng không phải là con của cô. Nè, không phải anh đồng ý chắc như đinh đóng cột để tôi nuôi dưỡng con anh sao? Đó là vì lão thường tôi tưởng bản thân phải chết. Nếu mà bây giờ không chết nữa thì làm gì cần cô nuôi dưỡng chứ? Nè, thêm nữa là con trai tôi sao có thể đến Tôn gia chứ? Mặc dù tôi và lão gia đều là đàn ông, tôi có thể vì ông ấy rút đao tương trợ, nhưng tuyệt đối không thể vì ông ấy mà đẩy con mình ra được. Anh vừa phải làm việc vừa phải đánh trận thì trông con kiểu gì? Cô chưa từng nghe câu cưỡi ngựa bắn súng đi khắp thiên hạ à? Trên lưng ngựa có rượu, có con trai. Bí thư Chân, đừng nói là bí thư Chân, Mao chủ tịch đến thì cũng vô ích thôi. Con trai của lão Thường sao có thể đến Tôn gia được chứ? Người biết thì biết cô là gì của nó, ai không biết còn tưởng là con của Tôn Đại Bảo nữa. Anh, vậy tôi không quay về nữa. Cô có quay về hay không đó là chuyện của cô, con trai của lão Thường là chuyện của lão Thường. Hạ Dũng, ý của Thường Phát chắc cô cũng hiểu rồi. Tôi hiểu gì chứ? Tự anh ấy không trông nom con được, còn không để tôi đưa đi. Anh ấy không phải là không để cô đưa đi, là sợ Tôn lão tiên sinh sẽ lại có hiểu lầm gì khác. Cô nghĩ mà xem, có người đồn thổi nói cô và Thường Phát như thế nào. Chuyện này vốn đã rất phiền phức rồi, nếu như cô lại đưa theo con anh ấy về nữa, người khác sẽ nhìn thế nào? Tâm bệnh lớn nhất của Tôn lão tiên sinh chính là Tôn gia tuyệt hậu rồi. Cả ngày để ông ấy nhìn thấy con trai của người khác, tâm trạng sẽ thế nào chứ?
Sao vậy? Sao lại không nói gì? Tôi sợ tôi nói rồi anh sẽ không vui. Tôi biết anh có chuyện muốn nói. Nói đi. Anh thật sự muốn để Hà Chủ làm thiếu phu nhân ở Tôn gia cả đời sao? Ít nhất thì bây giờ chỉ có thể làm như vậy thôi. Đồ khốn nhà anh. Anh còn khốn kiếp hơn cả lão Thường nữa. Anh không phải cũng không quên được Mai Tử, chuẩn bị cả đời không đi thêm bước nữa hay sao? Đó là do lão Thường tự nguyện. Nhưng cô ấy là một cô gái thôi. Bây giờ tôi cần thời gian. Cho dù phải làm đồ khốn thì cũng phải làm một năm. Cha, Chủ Nhi, hôm nay là sinh nhật của Đại Bảo. Vậy sao? Trước giờ anh ấy chưa từng nhắc đến với con. Gia nghiệp mà ta vất vả cả đời để gây dựng, vốn chỉ định giao lại cho nó, không ngờ nó lại đi trước rồi, làm cho người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Lão Thường, ăn cơm đi. Đi 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 đi. Lão Thường, ăn cơm đi. Cậu ăn của cậu đi. Tôi chặn họng cậu à? Cái này. Lục cô nương, cô nói lão Thường sao mà cứ như ăn phải thuốc súng vậy? Lại có chuyện gì không đúng sao? Anh cứ mặc kệ anh ấy đi. Gần đây anh ấy có hơi không bình thường. Tôi cảm thấy bệnh này của lão Thường vẫn phải là cô chữa thì hơn. Được rồi, anh đi ăn cơm đi. Ừ. Mẹ nó, cô đúng là cháu không sửa được tật ăn phân ha. Chửi đi. Lâu rồi không nghe Thường phát chửi người, con thật sự có hơi không quen. Cầm cái miệng thối của cô lại đi. Miệng tôi thối lắm mà. Anh ngửi qua chưa? Tôi sắp tức giận rồi. Cứ tự nhiên. Đứng lại. Thắng lợi cũng nên có mẹ, nhưng anh phải tìm cho nó một người mẹ không gây phiền phức. Lão Tử không phải cũng đang làm mẹ rồi sao?
Chủ nhi, con quỳ xuống. Cha, quỳ xuống. Cha biết Đảng Cộng sản các con không làm việc này, nhưng bây giờ con là người của Tôn gia, con phải hành xử theo quy định của Tôn gia. Cha muốn con đứng trước mặt đại bảo mà thề. Thề? Thề cái gì chứ? Con nói với nó, con mãi mãi là người của Tôn gia, con sẽ chăm sóc gia cả đời. Cha, nói đi. Chỉ nói vậy thôi. Đại bảo, em mãi mãi là người của Tôn gia, em sẽ chăm sóc cho cha cả đời. Đại bảo, anh cứ yên tâm đi. Đại bảo, có nghe thấy chưa? Con đã có cô vợ tốt, cha cũng mãn nguyện rồi. Được, từ giờ trở đi, phần gia nghiệp này của cha sẽ giao cho chủ nhi quản lý. Cái gì? Anh muốn đi sao? Đúng. Đi đâu vậy? Đến phương Bắc. Phương Bắc? Cấp trên chuẩn bị thành lập căn cứ địa mới ở Bắc Cương. Anh đã báo danh tham gia đội công tác, nhưng mà em nghe nói nơi đó rất nguy hiểm. Nếu đi đến chỗ không nguy hiểm thì có ý nghĩa gì? Anh không phải vì để trốn tránh em đó chứ? Không, không phải. Nhìn vào mắt em này, Giai Bình, nói thật với em, thật sự không phải mà. Ở phía Bắc nhiều thổ phỉ, có nhiều trận đánh. Giờ Xích Hà lâu như vậy rồi, anh sắp quên mất bắn súng thế nào rồi. Lão Thường nói đúng, làm lính mà không đánh trận thật sự rất khó chịu. Thường Phát cũng đi sao? Anh ấy cũng đăng ký, nhưng mà chưa được gì. Tại sao vậy? Anh ấy vẫn chưa phải là đảng viên. Vậy khi nào thì anh đi? Chắc là tầm ngày mốt. Vậy thì được, ngày mai chúng ta kết hôn đi. Giai Bình, em không có đùa với chị đó chứ? Chị nhìn em có giống như đang đùa không? Trần Phát Hải luôn thích em, anh ấy đã vì em mà làm rất nhiều chuyện. Em thật sự đã bị cảm động, cho nên em cũng bắt đầu thích anh ấy. Chị nói chứ, em cũng thật biết đánh úp đó. Hết cách rồi, có người đánh úp em trước, em cũng chỉ có thể đánh úp lại mọi người thôi. Tại, tại sao không làm? Không những phải làm, mà còn phải làm thật hoành tráng. Mấy ngày nay toàn gặp chuyện xui xẻo, huynh đệ chúng ta cũng nên vui vẻ một trận rồi. Lão Thường, nhưng mà cái gì? Có phải là không muốn mời huynh đệ chúng tôi uống rượu không? Không phải, tôi vẫn là cảm thấy huynh đệ tìm được vợ chứ không phải là ngủ với phụ nữ. Gặp được một người để mình thích không dễ dàng. Lão Thường cũng không có may mắn được như cậu. Nếu không thì ít nhất cũng phải tổ chức 180 lần mới hả dạ.
Bí thư Chân, Tiểu Trần, sao cậu lại đến đây? Mau về đi, ngày mai phải làm chú rể rồi. Dù không long trọng thì cũng không thể không có chút chuẩn bị nào chứ. Về đi. Bí thư Chân, uống nước đi. Tôi muốn uống nước thì sẽ tự rót. Thêm nữa, Thường Phát và Tiểu Mã đều ở đây, cũng không đến được cậu. Mau về đi, anh cho tôi làm cảnh vệ của anh thêm một tối nữa đi. Không được, nếu như lát nữa Giai Bình tìm tôi đòi người, mặt mũi của bí thư tôi dứt đi đâu. Đi về đi ha. Sao vậy? Không có gì. Không đúng, nhất định là có chuyện. Có phải là cãi nhau gì đó với Giai Bình rồi không? Cái này tôi phải phê bình cậu rồi. Sắp làm chồng người ta rồi, sao cứ như con nít vậy? Tôi không có. Còn nói không có, nhất định là có chuyện. Nói đi. Anh đừng hỏi nữa mà, cứ để tôi ở lại với anh thêm một lát. Sáng sớm mai tôi phải đi rồi. Ngày mai? Không phải nói là ngày mốt sao? Sao lại thay đổi rồi? Cậu đợi chút. Bí thư Chân, anh đừng hỏi nữa. Trần Phát Hải, cậu đang làm trò gì vậy? Tạm thời tôi vẫn chưa muốn kết hôn. Cái gì? Tại sao? Tôi... chuyện này không có đùa được đâu. Cậu đưa ra lý do thuyết phục được tôi đi. Không có lý do gì cả. Chỉ là tôi cảm thấy tôi không xứng với cô ấy. Quang đường. Lục cô nương nhà người ta còn dưới chế cậu không xứng, thì cậu lo lắng cái gì? Lời tôi nói là thật. Tôi cũng không có thời gian đùa giỡn với cậu. Nói, có phải là vì Thường Phát không? Không. Không phải. Cậu đã nói với Giai Bình chưa? Bí thư Chân, anh đi nói giúp tôi đi. Tôi giúp cậu à? Cô nương nhà người ta đã chuẩn bị gả đi rồi, tôi cần giúp cậu đi quấy nhiễu? Hay cho cậu nghĩ ra được? Vậy thì tôi tự đi. Quay lại. Cậu kêu tôi phải nói sao mới tốt cho cậu đây? Giai Bình, không cần nói gì nữa. Rốt cuộc là hôm nay anh đi hay là ngày mai đi? Đồ ngốc, anh còn không biết bị thêm mấy câu nói dối nữa để dỗ con gái à? Sớm biết đã không ngồi yên lặng với anh cả đêm, còn không bằng em quay về ngủ một giấc. Trời lạnh như vậy, vừa không lãng mạn lại không thú gì. Cũng chỉ có tên ngốc như anh mới có thể ngồi yên không nhúc nhích như lão Phật gia vậy. Nói chuyện đi. Anh mà không nói gì là em đi thật đó.
Xin lỗi. Câu này nghe chán ngấy luôn rồi. Có thể nói chuyện gì đó khác không? Cho dù là giống như thường phát, hát hai ba câu thập bát mô gì đó cũng được. Không thì hét vài câu, đồ khốn cũng không phải, người tốt cũng không phải, nói mấy lời thô tục cũng được. Tôi không biết. Vậy anh biết làm gì? Bắn súng anh cũng thua anh ấy, uống rượu anh cũng thua anh ấy, cưỡi ngựa anh cũng thua, đến tranh giành phụ nữ anh cũng thua anh ấy. Anh nói người đàn ông như khúc cổ mục như anh sống có ý nghĩa gì chứ? Em quạnh quẹ cái gì? Đừng tưởng anh không nhìn ra, trong lòng em ngoại trừ Thường Phát căn bản không có người thứ hai. Em chơi Thường Phát lạnh lùng với em, không để ý em, em mới đem anh ra so sánh với anh ấy đúng không? Nếu mà em đã không buông bỏ được anh ấy, vậy tại sao còn phải kết hôn với anh? Anh biết rõ rằng em không buông bỏ anh ấy được, vậy tại sao còn phải tốt với em? Anh cạn lời rồi chứ gì? Nói tiếp đi. Là do anh thích em, nằm mơ cũng muốn lấy em. Nhưng mà vậy thì đúng rồi. Em tình nguyện gả cho một người thích em, chứ không phải là người em thích. Bổn cô nương không có nặng tình như anh nghĩ đâu. Thực ra em rất thực tế. Nhưng mà nói đi phải nói lại, bắt đầu từ tối qua, đột nhiên em cảm thấy em cũng hơi thích anh rồi. Bị thần kinh à? Lần này là thật đó. Chính vì anh không muốn kết hôn với em sao? Gần đèn thì sáng, anh thông minh hơn rồi đó. Nè, anh định đi đâu vậy? Vừa kết hôn xong anh đã dứt vợ mình lại rồi à? Anh cũng vô tình quá rồi đó. Em nói gì? Không phải vợ anh, mắc gì em phải ngồi với anh cả đêm trong cái thời tiết thế này chứ? Em bị điên à? Có bệnh à? Anh không nghe lầm chứ? Nhưng mà phòng qua chút này mênh mông quá, cũng hơi lạnh nữa. Anh lạnh không? Không lạnh. Anh tưởng anh là gấu Bắc Cực à? Em thì lạnh đến mức sắp không chịu nổi nữa rồi. Trần Phát Hải, cậu được lắm nha, cưới được cô vợ xinh đẹp như vậy. Bọn họ thật ồn ào. Huệ Văn, Thường Phát đâu? Đi trông con rồi. Vậy để em đi gọi anh ấy. Bí Thư Chân, Bí Thư Chân, sao anh vẫn còn ở ngoài chứ? Đúng vậy, vào trong đi, đi thôi đi thôi, cùng nhau vui vẻ nào. Cầm súng, cầm súng, cầm súng. Còn có phải đàn ông không vậy hả?
Không ngờ tiểu tử này không giống lão tử chút nào cả. Xem như cha thương con uổng phí rồi. Thường Phát, nè, anh đang làm gì vậy? Đồ chó chết này, tương lai không thể thành tài được. Anh học cái này ở đâu vậy? Hồng Lâu Mộng trong sách đó chính là hát như vậy mà. Không ngờ anh hùng Thường Phát tôi vậy mà lại có đứa con giống như Giả Bảo Ngọc. Trong sách đó nói vậy, anh nghe thôi là được rồi. Anh còn xem là thật nữa chứ? Không đúng sao? Bọn họ nói rất khéo luôn đó. Được rồi, tôi đến chỗ thằng bé ngủ. Anh đó, đi qua đó chơi với họ đi. Nè, đợi đã. Trần Phát Hải kết hôn chứ không phải tôi. Thằng bé này hôm nay ở với tôi. Anh dỗ thằng bé ngủ à? Không được à? Tôi thấy hay là thôi đi. Anh không sợ phiền phức, nhưng mà tôi sợ đứa bé mắc tội. Không, Thường Phát tôi chính là phải thay đổi tật xấu của tiểu tử này, để nó trở thành người biết cưỡi ngựa, biết bắn súng, biết uống rượu, biết ngủ với gái. Nói tóm lại là đại anh hùng. Đứng yên đó. Nghiêm. Chào. Tay kia. Chào. Nè, thấy chưa? Quay đằng sau. Bước đều bước. Bước về trước. Dừng. Quay lại. Đó. Lão Trân, sao Thường Phát còn chưa đến nữa? Anh ấy nói anh ấy nhất định sẽ đến. Lão Thường sẽ không đến đâu. Tại sao? Anh ấy không phải đã hứa rồi sao? Yên tâm đi, không có ai có thể thay thế vị trí của Mai Tử trong lòng anh ấy đâu. Lão Thường, anh bạn à, sau này đi theo cậu ấy. Lão Thường, sao mà có thể được chứ? Nó là vợ anh mà. Hôm qua tôi đã trằn trọc cả đêm, cũng không biết tặng cho hai người quà cưới gì là ổn. Vậy thôi đi, tặng nó đi. Nó đi theo tôi rất nhiều năm rồi, rất hiểu tính người. Có nó đi theo cậu, làm việc không mệt, uống rượu không say, ăn nhiều đồ cũng không bị tức bụng. Nè anh bạn, cậu ấy là huynh đệ của chúng ta đó, phải ngoan ngoãn đi theo cậu ấy nghe chưa? Đi theo cậu ấy cũng như là đi theo Lão Thường vậy. Lão Thường, bớt nói thừa đi, đừng để lão tử hối hận. Lão Trân à, em cứ cảm thấy chuyện này không thích hợp lắm. Cô Tiểu Hạ vẫn còn rất trẻ, tất nhiên là không thích hợp rồi, nhưng mà cũng hết cách rồi. Nè, sao anh cảm thấy Thường Phát cứ kỳ lạ sao đó? Anh ấy sẽ không thích Hạ Vũ chứ? Chuyện này thì ai mà nói rõ được, nhưng mà chuyện có thể khẳng định là Thường Phát gặp được Hạ Vũ chắc chắn suy nghĩ đến Mai Tử. Đúng vậy, cặp chị em sinh đôi này người bình thường căn bản là không phân biệt được. Lúc Thường Phát gặp Hạ Vũ ở Diên An còn tưởng là Mai Tử biết thuật phân thân. Lão Trân, em lại cảm thấy nếu như Thường Phát và Hạ Vũ ở bên nhau thì cũng tốt lắm. Em điên rồi, đó không phải là muốn lấy mạng Tôn lão gia sao?
Thường Phát.